Này là con Nanomax của Sơn Tùng, model của nó là BA303N 12 sổ. Này mà review lại cho mọi người cùng xem Camry của Sơn Tùng. Đây là 6 con. Đây tổng thể đây. Con này hát này cũng là tạm tạm. Con này con IC phần eco của nó đây, qua eco của nó đây là nó dùng con 2399 PT 2399 đây, nó tận trong này đấy, VT 2399 các bo mạch đều có chữ Sơn Tùng hết này. Đây Sơn Tùng này, ở đây bùa công suất nó cũng dập chữ Sơn Tùng này. Sơn chung là chỗ này, chỗ nào nó cũng dập chữ Sơn Tùng. Thì cái nắp âm đi 12 sỏ, mỗi tội là cái phần tụ của nó, cái hai con tụ lọc nguồn này đây là cũng 10.000 mi, nhưng mà nó hơi khiêm tốn, nó hơi bé, kể ra mà nó trang bị con tụ to hơn, hai con tụ to hơn thì nhìn trông nó hoành tráng hơn. Chạm ra loa này thì chắc chắn cực kỳ, chắc chắn luôn, nó chắc nó chỉ thua phải hàng Nhật thôi chứ còn. Sơn Tùng đây là Nanomax đấy. Địa chỉ của nó là 83/5 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, tiện đây thì mình quay lại mình cho ai xem về cái model này của thằng Sơn Tùng. Đây. Chơi tạm tạm hơn những cái hàng ngoài chợ nên lắp dựng, nhưng mà karaoke gia đình nó cũng phù hợp. Đấy, hôm nay mình làm thế, mình quay lại cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo.